Hello Vansa, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại xa trong cái bản tin cập nhật về thị trường chứng khoán cũng như là thị trường cổ phiếu vào buổi sáng ngày 6 tháng 4. Thì ngày hôm nay thị trường bắt đầu có những cái biến động mạnh sau khi cuộc Fed Minutes được release trong ngày hôm nay, có nghĩa là biên bản của cục dự trữ liên bang vừa cho ra đời. Trong ngày hôm nay lập tức thị trường bị trao đảo. Thường là các cái ngày thứ tư có các cái cuộc họp khi mà cái các cái Fed Minutes release thì lập tức nó có những cái biến động của thị trường quý vị nha Và ra lên cập nhật qua cho quý vị cái um, thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay thì uh, chứng khoán giảm giá khi các nhà đầu tư đang rất là lo lắng với cái uh, văn bản uh, FedMilit vừa, vừa mới đưa ra và thêm vào đó là các cái lệnh trừng phạt mới của các nước phương tây cũng như mỹ đối với nga chứng khoán mỹ thì bắt đầu mở cửa với cái sự với cái đà lao dốc của hầu hết các cái mã nhất là các cái mã công nghệ khi mà các cái lệnh trừng phạt của các phương tây đối với nga và nhận xét từ các cái hoạch định chính sách tiền tệ chủ chốt của bên fed những điều này có thể cho thấy các th nhiều thành viên của cục dự trữ liên bang đã sẵn sàng di chuyển tích cực để tăng lãi suất và làm giảm nhu cầu mức độ lạm phát liên tục đang gia tăng. Trong suốt thời gian qua, chỉ số SP500 giảm thêm phần thua lỗ sau khi số chỉ số blue chip kết thúc phiên giao dịch hôm thứ ba giảm 1,3%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng và Nasdaq cũng đã kéo dài sự sụt giảm trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn bị tăng lên mức cao nhất 2,6%, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019 cho đến nay. Các diễn biến về cuộc chiến giữa Nga, Ukraine và phản ứng của phương Tây vẫn được chú trọng vào hôm thứ Tư, khi mà Mỹ và Liên minh châu Âu và nhóm G7, bảy nước chuẩn bị một vòng trừng phạt mới khác với đối với Điện Kremlin. Mỹ dự kiến sẽ bổ sung các cái hình phạt đối với nhiều quan chức chính phủ của Nga và thành viên gia đình và cũng như các doanh nghiệp tổ chức tài chính do Nga sở hữu. Trong khi đó thì tất cả các cái bình luận của các thành viên cục dự trữ liên bang cũng đánh giá cũng đánh cũng đánh bật chứng khoán Mỹ từ đợt uh, tuần hành tới tới đây và họ lên cao họ tăng cao khiến cho lợi suất của trái phiếu kho bạc cũng tăng đột biến. Cụ thể là ông th bà thống đốc của cục dự trữ liên bang bà Bernat cũng cho biết hôm qua rằng thị trường của FOMC bên uh, Fed chuẩn bị hành động mạnh mẽ hơn. Thị trường và nếu như các cái chỉ số về tỷ lệ lạm phát được nâng cao và kỳ vọng đã đả đảm bảo được cái động thái như vậy thì họ sẽ đưa ra những cái uh, chương trình gọi là tăng lãi suất về soon của đợt 2. Bà Ranat cũng gợi ý rằng điều này có thể bao gồm việc tăng lãi suất mạnh mẽ và bảng cân đối của cục dự trữ liên bang sẽ giảm nhanh hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Đến nay thì cái sự tăng vọt lên gần 9 tỷ đô la đối với các, các giai đoạn trước. Do cái sự phục hồi mạnh mẽ hơn và nhanh hơn đáng kể so với chu kỳ trước thì chúng tôi hy vọng bảng cân đối kế toán sẽ thu hẹp nhanh hơn đáng kể. Bà Reinhardt nói trong cái cuộc phát biểu của ngày hôm qua là bà đang lưu ý quá trình giảm nắm giữ cái bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang. Các thành viên khác của Phát cũng gợi ý rằng uh, sẽ đồng hành với việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Chủ tịch Fed uh, ở San Francisco Mary Daly cũng đã nói với Financial Times rằng uh, trường hợp tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong đợt tới hoặc mức tăng gấp đôi quy mô của cái mức tăng thông thường trong mỗi cuộc họp của ngân hàng trung ương Fed thì có thể đi cho đến khi nó phá vỡ cái điều đó nhưng rõ ràng đây là cái phần nhiệm vụ mà Fed vẫn đang phải chuẩn bị để tung ra nói chung là cái bài báo này nó cũng rất là dài nhưng chủ yếu để nói đến cái vấn đề Fed Minutes Relief trong ngày hôm nay Uh, đó là cái uh, kế hoạch chuẩn bị tăng lãi suất mạnh mẽ khi mà nền kinh tế bị tác động của chiến tranh cũng như là các lệnh trừng phạt của Nga uh, đối với Nga và đặc biệt là cái vấn đề kế hoạch sẽ tăng lãi suất gấp và cao mạnh mẽ nhất để mà chống lại cái tình trạng lạm phát sau khi mà nó vẫn bị uh, sau cái cuộc tăng lãi suất lần một quý vị nha. Đó thì uh, hôm qua và sao cũng đã chia sẻ cho quý vị ở kênh em em rồi là tình hình thị trường lại có thể bị trao đảo thêm một lần nữa và đi vào correction. Bên cạnh đó thì Siba New có một cái tin mới là CBA CBA chỗ vừa đang có cái tin mới chỗ nào tất cả các cái tiền điện tử cũng lao dốc theo cái phát biểu của theo tất cả cái xu thế chung của lệnh trừng phạt đối với Nga và thị trường uh, <laughs> tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng bởi ông uh, bởi cái uh, Fed minute thì liệt trong ngày hôm nay quý vị nhỉ. Cho nên là tất cả nó đều lao dốc. Ôi trời ơi. Chán luôn. Ngân hàng ở bên Pennsylvania thì đã ký thỏa thuận cho phép khách hàng của mình mua bán Bitcoin. Ngân hàng đó cũng cho mua bán Bitcoin luôn. Cho dù tin có tốt thì chẳng nữa cũng không có lại được mấy cái tin tức của bên Fed và mấy cái một hàng loạt cái lệnh trừng phạt mới đối với Nga quý vị ạ. À. Thôi lại là thời điểm để mua vào. Mua vào rồi nó pump lên cái thì ao luôn chứ đừng có Đừng có hâu ở trong cái thời điểm này Mệt mỏi lắm luôn Bộ trưởng du lịch El Salvador cho biết Bitcoin đã giúp lĩnh vực này Tăng trưởng 30% El Salvador thì vẫn luôn luôn Đi đầu trong những cái vấn đề Để mà Hợp thức hóa tiền điện tử Sipa vừa có cái tin Là hỏi cho cái Đây họ cho cái hệ thống trước kia ATM nó chỉ có mỗi Bitcoin này thôi ít hỏi của Mỹ đã thêm Shiba Inu coin vào trong các cái máy ATM Bitcoin nha thì bây giờ các cái máy ATM Bitcoin ở Mỹ đã có thêm Shiba Inu cho nên thành ra ai có Shiba thì quý vị có thể sử dụng ở các cái ATM Shiba Inu đã thông báo ra mắt Merverse của riêng mình nhiều tin gút lắm nhưng mà thị trường nó đang bị như vậy thì nó bị ảnh hưởng chung thôi thì chúng ta phải chờ thêm những cái động thái trong cái thời gian tới thì thực ra nó đắm xuống như vậy là mua được vào đó rồi chờ nó có good news phát thì lại đẩy nó đi kiếm tiền nhưng mà kiếm trên những cái mã nào nó long thơm được á, thì nhỡ đâu nó có bị biến động tại vì rủi ro chứng khoán không bao giờ đoán trước được nó biến động cái thì mình có thể uh, vứt đó thì nó cũng yên tâm chứ mua những cái mã rủi ro đi vào lòng đất thì lúc đấy không có chờ nổi bán lỗ thì mất tiền nó chỉ có mỗi chút uh, giờ nó vẫn ha ngang nhiên xanh mượt thôi còn mã nào cũng đeo đỏ lừa AMC cũng hơi xanh chút xíu gọi là có màu thôi chứ vẫn bị xuống thấp lắm đó thì mấy những cái mã nào bây giờ nó cũng đỏ lừa quý vị mua mã nào bây giờ cũng mua được hết à Trời ơi, cái con open bây giờ nó còn xuống có 7 đồng này. Giờ cơ hội vẫn mua vào được. Rồi, open bên hệ thống nhà đất đó quý vị. Mà không hiểu tại sao thị trường nhà do lãi suất tăng cao cho nên nó bị giảm. Nhưng cái mã đó trước kia nó đang hai mươi mấy. Còn chuẩn bị lên đến 50, 60 mà tự dưng nó tụt bây giờ còn có 7 đồng này. Thực ra không có tiền chứ có tiền bây giờ nhiều mã vẫn có thể vào được lắm các hãng xe. Bây giờ nó cũng tụt hết xuống rồi Vẫn vào ngon được tôi bán xà lên chia sẻ qua cho quý vị Cái tình hình thị trường như vậy thôi Trời ơi Nio nó lại xuống 21 này Mã nào cũng xuống Tất cả đều xuống Ôi Nicola này 9 đồng mấy này Hôm trước vào May mà vào ít tại vì lúc đấy mình phô mô thôi nó lên một chút lúc ấy có lời mà bán ra ngay Kiếm lời thì ngon Tại mình cũng mua ít thôi bây giờ mua thêm ít nữa để đấy Vài bữa nữa thì nó lên nó ngon Ôi rồi ôi kêu 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 mấy thi kêu 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 Hôm trước ai mà vào thì hôm nay vỡ mặt luôn Tại vì mã nào hôm nay nó cũng xuống hết à mà mấy cái mã đó lại nhiều tiền nữa Mua cái mã nào ít tiền thì hôm nay nó xuống còn đỡ Chứ mua cái mã nhiều tiền thì hôm nay coi như tài khoản sụt đi nhưng mà thôi quý vị ơi tình hàng, tình tình hình chung cả của cả thị trường thì cố gắng chống chọi có tiền thì mua thêm vào đó tổ cổ phiếu mà sau này nó vẫn nó sẽ vẫn cao lên chứ nó không có bị xuống đâu chờ cho cái động thái của tình trạng lạm phát này rồi chiến tranh nó qua đi thì nó mới ổn định được ôi hôm trước ai mà mua thì kêu 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 với kêu kêu, Thì hôm nay lại vỡ mặt luôn Sợ thật đấy, thị trường Apple xuống 171 này Tesla chuẩn bị tách mà Cao quá Hôm trước qua nó lên gần 1 hai Nhưng mà thôi mọi người cứ chờ thôi Những cái cổ phiếu này sau này nó sẽ lên lại thôi mà Nó tụt xuống gần 200 luôn Tesla hai, Trong 2 ngày tụt gần 200 Ông, hôm qua em kia lúc thời điểm cao nhất nó lên đến nó gần 1 á Tôi bán xa dừng cái video tại đây quý vị nha Thế mà họ vẫn họ vẫn đang cái Những người mà có nhiều tiền họ vẫn mua lẻ tẻ Khi thị trường nó đang đắm như này Họ vẫn vào tiền nha quý vị Thế còn lại những người mà mình không có tiền Thì thị trường như này mình đã mất tiền rồi Mình đâu dám ho ve gì đâu đó nhìn có mỗi con Twitter nó bay thôi này Nó lên xanh màu xanh thôi chứ thực ra Nó cũng không có lên nhiều Còn mã nào cũng đắm đuối Tiền điện tử bây giờ cũng đâu ai dám vào tiền thêm đâu Cứ ngồi yên chờ Rồi bán sẽ hương cái view tại đây quý vị nha Bye bye hẹn gặp lại cả nhà